Kính mời quý vị và các bạn đến với 10 phút của chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp có những nội dung chính sau đây. 10 tháng đầu năm, Hưng Yên có thêm 1.600 doanh nghiệp thành lập mới. Công ty sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam VAP giữ ổn định sản xuất, nộp ngân sách nhà nước hơn 200 tỷ đồng. Tập đoàn Vingroup vào top 10 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam. Cơ quan chuyên môn trả lời câu hỏi của doanh nghiệp về lĩnh vực hải quan, trường hợp nào người khai hải quan được khai trên tờ khai hải quan giấy. Tiếp đó là phóng sự khó khăn cục bộ cho doanh nghiệp do khan hiếm xăng dầu. Và ngay sau đây, mời quý vị đến với nội dung chi tiết của chuyên mục. Qua 10 tháng đầu năm 2022, tỉnh Hưng Yên thu hút được 64 dự án đầu tư mới, tăng 3 dự án so với cùng kỳ. Trong đó có 51 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký gần 17.500 tỷ đồng và 13 dự án nước ngoài với số vốn trên 100 triệu đô la Mỹ. Đồng thời cũng qua 10 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 71 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm gần 500 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã thu hút trên 2.110 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài với số vốn đăng ký gần 270.000 tỷ đồng và trên 6 tỷ đô la Mỹ. Cũng qua 10 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có trên 1.600 doanh nghiệp thành lập mới, đồng thời có trên 220 doanh nghiệp tự giải thể và trên 500 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Số doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm trước tăng không nhiều, ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và tự giải thể tăng so với cùng kỳ. Điều này cho thấy hoạt động của các doanh nghiệp dù có hồi phục so với giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19 nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Do thị trường tiêu thụ trong nước, xuất khẩu giảm nhưng chi phí sản xuất lại tăng như giá vật liệu xây dựng, xăng dầu, chi phí vận chuyển. Số đơn hàng xuất khẩu tiếp tục có chiều hướng giảm bởi suy thoái kinh tế của Mỹ và các nước châu Âu dẫn đến sức mua của khách hàng tại các thị trường này cũng giảm theo. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi đi vào hoạt động vào năm 2004, trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, công ty sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam VAP luôn giữ ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe tại Việt Nam. Hiện nay, công ty đã có kế hoạch sản xuất xuất khẩu đến hết năm 2022, cung cấp cho nhà máy Honda Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng doanh thu cả năm ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hơn 200 tỷ đồng. Trong nhiều năm liền, đây là công ty có số nộp ngân sách nhà nước cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hiện công ty đang tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động với mức lương bình quân 14.600.000 đồng một người một tháng. Tập đoàn Vingroup vừa được bình chọn là một trong 10 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam. Đây là kết quả khảo sát độc lập gần 58.000 nhân sự có kinh nghiệm từ 20 ngành nghề khác nhau thuộc hơn 500 công ty tại Việt Nam của Tổ chức Cộng đồng Nghề nghiệp Alphabet, với sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Trong đó, cả 4 lĩnh vực trọng điểm của tập đoàn là ô tô, bất động sản, nghỉ dưỡng và giáo dục đều đứng đầu danh sách nơi làm việc tốt nhất. Tại tỉnh Hưng Yên, tập đoàn Vingroup đang là chủ đầu tư một số dự án đô thị lớn trên địa bàn huyện Văn Giang, Văn Lâm. 10 tháng đầu năm 2022, các công ty của tập đoàn có số nộp ngân sách nhà nước lớn nhất cho tỉnh Hưng Yên với trên 35.000 tỷ đồng. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Tổng cục Hải quan vừa công bố báo cáo mức độ hài lòng của doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa quốc gia và thủ tục quản lý kiểm tra chuyên ngành. Nhiều doanh nghiệp cho rằng sẽ bị hành nếu không trả phí bôi trơn. Cụ thể như doanh nghiệp bị kéo dài thời gian làm thủ tục hành chính, bị yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần. Ngoài ra doanh nghiệp bị yêu cầu bổ sung chứng từ không theo quy định hoặc cán bộ thể hiện thái độ không văn minh, lịch sự khi làm việc. Mặt khác, doanh nghiệp cũng có ý kiến nội dung kiểm tra chuyên ngành còn chồng chéo, trùng lặp, cán bộ giải quyết thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ ngoài quy định, thời gian xử lý thông tin quá lâu, thiếu thông tin thống nhất về quy định nội dung hồ sơ. Thưa quý vị và các bạn, qua số điện thoại 0363 089 089 và hòm thư điện tử đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, chương trình đã nhận được nhiều câu hỏi của quý doanh nghiệp cá nhân và được chúng tôi chuyển đến các ngành hữu quan liên quan trả lời cụ thể. Sau đây là nội dung trả lời của ông Lê Mạnh Toàn, đội trưởng đội tổng hợp, Chi cục Hải quan Hưng Yên với câu hỏi của doanh nghiệp như sau. Trường hợp nào người khai hải quan được khai tờ khai hải quan giấy? Có 8 trường hợp người khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy. Đó là các trường hợp cụ thể là: 1.
hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu của cư dân biên giới. 2. Hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu vượt định mức miễn thuế của người xuất cảnh nhập cảnh. 3. Hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo, hàng xuất khẩu nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng. 4. Hàng quà biếu, quà tặng và tài sản di chuyển của cá nhân. 5. Hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa quay vòng theo phương thức tạm nhập tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập. 6. Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để phục vụ trong công việc, trong thời hạn nhất định, trong thời hạn mang theo của khách xuất cảnh nhập cảnh. 7. Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử, hệ thống khai hải quan điện tử không thực hiện được các giao dịch điện tử. 8. Là hàng hóa khác theo quy định của Bộ Tài chính. Từ năm 2013, sau 7 năm thí điểm, khai hải quan điện tử đã được triển khai trên toàn quốc. Và để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp ở một số vùng, lĩnh vực đặc thù, Chính phủ đã quy định các trường hợp được khai tờ khai hải quan giấy theo khoản 2, điều 25 Nghị định số 08 năm 2015 của Chính phủ và được sửa đổi bổ sung tại khoản 12, điều 1 Nghị định số 59 năm 2018 của Chính phủ. Quý doanh nghiệp có những câu hỏi vui lòng phản ánh qua số điện thoại 0363 089 089 hoặc email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua do ảnh hưởng từ thị trường thế giới và trong nước nên giá xăng dầu biến động liên tục, đặc biệt là trong cuối tháng 10 và nửa đầu tháng 11. Tại nhiều công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, máy móc của nhiều doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng do thiếu xăng dầu. Vì vậy, để doanh nghiệp Việt hội nhập và cạnh tranh tốt, đòi hỏi những cơ chế, chính sách điều hành của nhà nước phải thật sự linh hoạt và kịp thời. Trong gần nửa đầu tháng 11, hàng loạt máy móc trên công trường thi công mở rộng đường liên tỉnh Hưng Yên Hà Nội của công ty cổ phần đầu tư Thịnh Phát phải hoạt động cầm chừng. Thậm chí nhiều thời điểm phải dừng hoạt động do thiếu dầu nên máy móc không thể vận hành được. Mặt khác, lượng mua không sẵn như trước, thậm chí chi phí mua còn tăng thêm so với giá thực trên thị trường. Rõ ràng, cùng với biến động giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao ngay sau khi doanh nghiệp trúng thầu, dẫn đến thực trạng là chưa thi công đã lỗ, thì nay thêm khó khăn cục bộ về thiếu nhiên liệu cho máy móc hoạt động khiến cho doanh nghiệp đã khó lại càng thêm khó. Để mua được cái dầu để phục vụ thi công là không đủ để cho phục vụ thi công. Một số xe pháo máy móc cũng đang không có dầu để thi công, là đang phải tạm dừng thi công. Tại các công trình xây dựng khác, máy móc của nhiều doanh nghiệp cũng trong tình trạng tương tự. Công trình mở rộng đường 385 mà doanh nghiệp này đang thi công cần phải kè sông để mở rộng nền đường. Hiện nay đang là mùa khô, đây được coi là thời gian vàng để đẩy nhanh tiến độ. Nhưng doanh nghiệp lại gặp khó do máy móc không thể hoạt động hết công suất cũng chỉ vì thiếu dầu. Trước kia bình quân mỗi ngày, các máy móc trên công trường sử dụng 1.200 lít dầu và luôn sẵn hàng. Nhưng từ đầu tháng 11 tới nay, doanh nghiệp phải đặt trước hàng tuần mới có dầu. Không những vậy, với mỗi lít dầu, doanh nghiệp đều phải mất thêm chi phí ngoài so với giá công bố trên thị trường của cơ quan quản lý nhà nước. Chưa bao giờ có cái tình trạng mà phải báo dầu trước phải tận một tuần thì chúng tôi mới có dầu để nguồn dầu để làm. Mà trong khi đấy là có báo trước một tuần thì cái thông báo giá theo trên thông cáo báo chí thì tôi vẫn thấy vẫn bình thường, thế nhưng mà khi mà chúng tôi mà muốn nhập được dầu về đây thì tình trạng lại là chúng tôi đã vẫn phải mất thêm một khoản chi phí nữa, có thể dao động từ 600 đến có thể là 1.200 đồng một lít. Từ năm 2022, giá xăng dầu tại Việt Nam được điều chỉnh 10 ngày một lần cho sát với giá thị trường thế giới. Khi hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới, các doanh nghiệp trong nước không chỉ cạnh tranh với nhau để nâng cao hiệu quả sản xuất cho mình, mà còn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam đầu tư kinh doanh. Không chỉ là vấn đề xăng dầu trong thời gian qua, thời gian tới doanh nghiệp và người dân rất cần chính sách điều hành linh hoạt, hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước để thông qua cơ chế chính sách sẽ kiến tạo doanh nghiệp phát triển và hội nhập hiệu quả hơn. Thời lượng 10 phút chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Quý doanh nghiệp có những thông tin cần phản ánh, chia sẻ, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089. Địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com hoặc gửi thư về địa chỉ chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục lần sau.